nguyên quê ra đây chở ô tô tải về có ai cấm không? Thuê ô tô tải dân nó không giả được tiền chứ. Nào, bây giờ vừa như thuê một chuyến ô tô tải mấy trăm nghìn thì ai giả? Đúng không? Thuê cái này có mấy chục nghìn. Thuê mấy chục nghìn còn chả có tiền chứ đừng nói à, đúng không? Nào. Hai chuyến thôi, không không ấy đâu. Quay là quay kia đang nó quay bác kia nói mà. Đấy, mọi người ý kiến thôi, em cái như em chia sẻ trên Facebook để vào trang 247 nhá. Lên hẳn luôn 24H luôn nhá. Chia sẻ mạnh tay lên để cho bác Trọng bác nghe thấy nhá. Bác gửi thêm cho ít củi về Điện Biên nó đốt cho nó cháy bớt đi. Cho nó hết. Bác Trọng đang nhiều củi, đốt bớt đi chứ không thì không hết. Nói nó phải chuẩn chỉ. Còn đây anh em đã tuyên truyền nhá. Còn anh mà